Boom. Đó, phải giết là canh cướp rồi. Rồi, để cho chiếc tên án cơ một mạng là phải. 15 minutes later. Đánh chạy hàng như đi đánh chạy luôn. Va luôn được rồi mọi người. Lấy 4 tắt là va luôn. Bắn thằng ta nhưng bấm cái giáp cuốn rồi. Đánh nào cũng còn một con còn sống. Đó, phải giết là gần cướp rồi. Rồi, để cho chiếc tên án còn một mạng là phải. Rồi là bây giờ farm có khi có đồ một xíu mới đánh lại được. Later. Nó thích thể hiện như kiểu ngầu lắm, ngang ngược. Rồi. Rồi, tóc ma muôn. Rồi, chiếc tên là hai mạng, mít cúc. Bỏ được không? Bỏ đi được không? Bỏ đi được không? Bỏ đi được không? Trời, nó về nó lấy thêm đồ ra, hết tính lại. Perfect. Lấy được cái trụ một nữa thì mình ngon hơn. Cay mình lắm rồi. Trời, tới đó được rồi, còn ván nữa. Oh!
Ủa, thế lại luôn, thế này lại luôn. Meanwhile. Rồi chết luôn rồi. Rồi mất luôn rồi. Bán cái vậy rồi. Xong rồi mình chết hả? Nó hỏi mình bị đánh, mẹ nó đứng nó nhìn. Hả, mình bị đánh nó bỏ mình luôn, nó đứng nó nhìn cho nên lùi rừng mình đánh ta. Tàn độc với nhau vậy bạn. Thôi nhưng mà mày lên cái mạnh băng nó vào đấy chết. Né gì mà né trời. Đồng đội bị đánh mình chết mà cái pha đẹp vãi rồi. Đứng chờ né rồi cũng là sao. Né cái pha nó ít kiểu không. Tụi lộn thì nghe đi. Hello bằng quân, hello bằng hết, hello bằng VIP slip. Thank you.
xong anh đi xong kêu khách FB thôi, có cài với đuôi cải thiện luôn, hello người thấp quá nhắn mình đánh trả hàng như đi đánh dạy luôn.